mình sẽ hái và vào trong sẽ nhúng với lại trứng nha, ăn cơm với xì dầu. Cắt trái này thôi. Đây xong, một trái, hai trái, trái nhỏ này chút xíu để cho nó lên, để cho nó ra. Còn trái này mình sẽ nướng ha, và mình sẽ nhổ cái củ này luôn nha. Nhổ củ này mình trái này củ này lớn rồi đây. Wow, để mình làm nước uống này. Mình hái củ này luôn nha, cái củ này bự rồi đây. Wow, đây nha cả nhà, rất là lớn luôn á, cái lá của nó rất là ngon. Bữa nào mình sẽ nấu canh với lại cái lá này nha, ngon lắm. Đây, cái tiếng. Mình đã rửa rồi hai trái, và giờ mình sẽ đâm nó trước khi mình nướng nó nha. Đâm nó cho nó có hơi á, nó ra. Đó, mình cứ đâm như vậy thôi, chung quanh hết. Sẽ đâm chung quanh cái gì rồi mình sẽ nướng nha. Ok, bên đây mình chỉ có hai trái thôi, cho nên mình không có định lấy đồ ra nướng nha. Mình sẽ nướng ở trên lò cái gì. Cái đây là cách lười của mình, nhưng mà nó rất là tiện nha cả nhà. Tại vì đây là cách làm nhanh, nếu chứ ai không có thời gian, giờ mình nướng thôi. Vừa đã chín rồi mình sẽ lấy nó ra khỏi lò và để cho nó nguội, mình sẽ lột cái vỏ ra nha. Bây giờ mình lột nó ra nha cả nhà. Mình làm cái kiểu này á, nó bay mùi khói á, ngon lắm nha. Lột nó ra hết nè, đang nóng nè, chừng nó mình lên để nguội, nhưng mà tự nhiên mình làm gấp. Đây rất là ngon luôn nha cả nhà. Hôm nay mình làm cà tím kiểu Phi Lập Tân nha. Đúng. Wow, ngon quá, ngon quá. Wow, ngon quá đi. Lột nó ra mình để cái cùi ở đó nha. Lột vỏ ra hết thôi. Wow, trong đây mình sẽ bỏ 3 cái trứng đỏ, quậy nó lên. Thì mình bỏ cái trứng luôn. Trong đây mình bỏ lê thảy đó con đó mà hãy. Nhiều bỏ chút xíu nước mắm vào đây nha. Để chị làm cái cây để là hại lê mà sao không chị ta. Quậy nó lên nha. Mình sẽ bỏ miếng hành vô nữa nha. Cho thơm. Thì giờ mình sẽ dầm nó ra, nhúng nó vào. Nó ọt bị mình sẽ chiên nó nha. Vừa phải kết mắt cái này nè. Má mình thấy chảy nước miếng luôn á mọi người. Đó, rồi giờ mình đi chiên nó thôi. Rồi mình đang dùng olive oil bỏ này vào cho nó thơm nha. Thơm cái dầu thôi, hoặc là mình không cần, nhưng mà mình thay đổi cái recipe đi. Wow,
Bây giờ mình dính thêm miếng trứng nữa nha. Rồi bỏ vào. Cái này cũng mình nó bị chín quá, nó bị tróc ra rồi nha cả nhà. Đây mình có thể làm món này để ăn sáng hay ăn tối nha. Đó, rất là tốt luôn, rất là ngon luôn. Mình lấy một miếng bỏ lên, miếng tỏi bỏ lên. Mình sẽ rắc miếng tiêu lên nha. Wow, rất là ngon. Rất là ngon cả nhà. Đây, còn trứng còn lại mình làm ấp la luôn nha. Wow, cơm của mình đây, cơm với lại xì dầu nha, ớt với tỏi nè, rất là ngon luôn á. Ăn cơm chồng ngọt lắm nha, rất là ngon luôn. Wow, nó ngọt mà nó bay mùi khói á, nó rất là ngon nha. Wow, ăn mới hái ngon quá luôn á. Thịt ăn ớt này cũng ngon. Wow, mình ăn cơm nha cả nhà. Hẹn gặp lại.